cái sắc là một cái xét nghiệm nội tiết thường quy. Tuy nhiên thì thông thường chúng tôi thường xét nghiệm thêm 3 loại xét nghiệm nữa, đó là LH, prolactin và testosterone. Vì sao chúng tôi phải thực hiện thêm 3 loại xét nghiệm này? Phải dựa trên 4 loại xét nghiệm, đó là FSH, LH, testosterone và prolactin, thì chúng ta mới có thể suy đoán, phán đoán được rằng là khả năng sinh tinh của tinh hoàng lúc này là như thế nào, chứ không chỉ đơn thuần dựa vào FSH. Thông thường FSH thì bình thường là giá trị của nó nằm dưới 8 hoặc là dưới 10. Đối với trường hợp này là FSH của chúng ta tăng nhẹ, đây là một dấu hiệu chỉ báo cho thấy rằng khả năng sinh tinh bắt đầu giảm. Tuy nhiên giảm như thế nào, mới giảm hay là đã giảm lâu rồi, hay là khả năng sinh tinh của chúng ta bị tổn thương khá nặng, thì cần phải dựa thêm các thông số khác, đó là LH, prolactin và testosterone. Theo như thông tin mà anh cung cấp á, thì tôi dự đoán rằng anh rơi vào trường hợp là vô tinh không bế tắc. Vô tinh không bế tắc nghĩa là gì? Đây là một cái trường hợp mà bị giảm sinh tinh hoặc là không có tinh trùng. Thông thường những trường hợp này thì chúng tôi vẫn làm một số xét nghiệm, ví dụ như là xét nghiệm tinh dịch đồ, kiểm tra lại lần cuối coi có phải thực sự là không có tinh trùng hay không. Xét nghiệm thứ hai đó là định lượng nội tiết để kiểm tra coi đây có phải là nguyên nhân làm giảm khả năng sinh tinh hoặc không có tinh trùng của anh hay không. Thứ ba là chúng tôi làm một số xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh học. Và cuối cùng là làm một số xét nghiệm thường quy về di truyền. Dựa trên những cái thông tin mà chúng tôi thu nhận được thì chúng tôi có thể tư vấn cho các anh chị biết được rằng cơ may mà có khả năng tìm thấy tinh trùng là bao nhiêu, phương hướng điều trị như thế nào, và cuối cùng là chi phí tương ứng với cái chiến lược điều trị đó. Tuy nhiên có một điểm tôi cần lưu ý với các anh chị rằng là nên dẫn thêm bà xã mình đến khám và kiểm tra, vì việc có con là việc của một cặp vợ chồng. Nếu chúng ta chỉ chăm chú vào việc khám và điều trị của ông chồng, đôi khi mình sẽ bỏ lỡ cơ hội điều trị của người phụ nữ.